Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn sử dụng chi tiết cái máy quét của phần mềm XTB. Thì XTB nó chia ra làm hai cái phần. Phần thứ nhất đó là MT4, phần thứ hai là Xtation File, tức là XS5 ấy. Đây là một cỗ máy quét để chúng ta có thể có được nhiều thông tin. Thì nó cũng có thể là một cái sàn nhé. Thì cái hay nhất của cái này ấy, thì chúng ta không những là chữ Ethereum hay Bitcoin, thì chúng ta còn có thể theo dõi được rất nhiều các thông tin, các cỗ máy quét để chúng ta biết được cái lượng mua và lượng bán, cũng như là khối lượng đánh giá được là lên hay xuống. Thì phần mềm XTB này được coi là một trong những cái cỗ máy để chúng ta đánh giá tốt nhất và có thể lưu trữ được Ethereum hay là Bitcoin nó thông theo một cách thông thường. Thứ nhất là chúng ta có thể xem xét là khi mà xuống thì chúng ta có thể đánh xuống, và khi nó lên chúng ta có thể mua lên. Tất nhiên chúng ta sử dụng một cách đòn bẩy, một cách thông minh. Thì hôm nay chúng ta bỏ qua các cách thông thường như là mở sàn Binance hay là mở sàn Polo hay là Bitcoin để chúng ta mua Ethereum hay là Strat hay là Bitcoin hay Ether. Thì nay chúng ta có thể nghiên cứu về một cái dạng đòn bẩy để chúng ta có thể x lần với lại XTB. Thì chủ đề của ngày hôm nay là chúng ta sử dụng cỗ máy quét, sử dụng chúng ta mở XTB trong VN. Đây là link của David và chúng ta có thể theo dõi cũng như là bàn bạc cái cách giao dịch cũng như là phát triển khách hàng. Thế thì khi mà chúng ta có thể là ở cái cách là dùng một cái tài khoản Visa để chúng ta thực hiện vốn không đồng, đúng không ạ? Đây. Ví dụ là chúng ta làm một cái tài khoản 500 đô thôi, nhưng chúng ta mua 0,01, 0,01 đúng không ạ? Ở bạc và vàng. Đấy, sau đó là chúng ta có cái tỷ lệ chốt lời và chúng ta giao dịch rất là an toàn. Đúng không ạ? Chúng ta giao dịch rất là an toàn, profit và lãi. Sau đó chúng ta nạp và rút, đúng không ạ? Chúng ta nạp và rút để cho cái tài khoản nó vào Visa. Thì ở cái bài mà chúng ta sử dụng vốn không đồng ấy thì tôi có nói rất là nhiều, rất là chi tiết, đúng không ạ? Các cái yếu tố mà tài khoản, đúng không ạ, đưa ra để chúng ta theo dõi. Thì khi mà chúng ta thực hiện, đúng không ạ, cái việc mà giao dịch với một cái tỷ lệ rất là nhỏ thôi. Đối với một cái tài khoản lớn thì các bạn sau này chuyên nghiệp sẽ làm giống như tôi để có thể làm một cái tài khoản rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Và cái tài khoản của chúng ta là có những cái cách để chúng ta vận hành rất là tốt với cái mức lãi. Thế thì khi mà chúng ta biết cách vận hành của một cái ekip làm việc thì chúng ta có cái quy trình từ không đồng rồi từ 1 triệu Việt Nam đồng hay là 10.000 USD. Đấy, thì dần dần chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta làm. Thế thì nếu ai biết giao dịch thì chúng ta không thèm không nói làm gì rồi, đúng không ạ? Không không nói làm gì. Nhưng mà những người mà chưa biết giao dịch và chúng ta có thể cái nhìn nhận cái cách để chúng ta theo dõi, thì chúng ta có thể nhìn thấy biểu đồ rồi phân tích thị trường, các xu hướng, đúng không ạ? Đối với crypto chúng ta có thể đưa ra các cái quy trình mua và bán và theo một cái con sóng, đúng không ạ? Ví dụ thị trường mà xấu chúng ta có thể short sell, thị trường mà lên chúng ta có thể mua vào, đúng không ạ? Ví dụ như Tron, ví dụ như Ethereum Classic, đúng không ạ? Hiện tại giá, cái mốc giá đang ở chợ 9.5. Nếu chúng ta đánh giá xuống thì chúng ta sell và chúng ta đánh giá lên chúng ta có thể buy. Thế nhưng mà ở thị trường hàng hóa hiện tại chúng ta đánh giá các cái mốc mà lên hay xuống, và XTB họ có những cái công cụ để chúng ta có thể trữ. Ví dụ EOS chúng ta có thể mua ở các cái mốc như là 4.5 và chúng ta kỳ vọng giá có thể lên trong thời gian tới ở các cái mô hình tháng, mô hình tuần, mô hình biểu đồ tuần, biểu đồ tháng, thì chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi các lịch kinh tế, đúng không ạ? Các vấn đề về hàng hóa không chỉ có riêng có FX
hay là các chỉ báo của Mỹ, của châu Á Thái Bình Dương, đúng không? Các cái mã cổ phiếu, đúng không? Commodity, các cái mô hình aluminum, kim loại công nghiệp, các chỉ số Nasdaq, oil, WTI, oil, kim loại công nghiệp và kim loại quý bao gồm vàng và bạc, silver, đúng không? Rồi crypto chúng ta có các cái loại như là Stellar, đúng không? Stellar vật chất và Stellar đối kháng, giữa Stellar đấu với Bitcoin, đúng không? Stellar vật chất ở giá 0.07, Litecoin, Ethereum và đối với lại giao dịch. Nếu chúng ta đánh giá Ethereum xuống, chúng ta hoàn toàn có thể sell. Do vậy nó khác hoàn toàn với lại các mô hình vật chất mà chúng ta trữ ở các cái sàn khác. Do vậy hôm nay tôi có thể hướng dẫn cho mọi người cái cách để chúng ta nhân tài khoản nhiều. Thứ nhất, các cái mô hình là chúng ta đăng ký ở XTB, đây là một sàn, chúng ta chỉ cần duy nhất một sàn này là chúng ta có thể tham gia vào cái việc mà giao dịch không đồng, đúng không ạ? Thiết lập visa, đúng không ạ? Thiết lập một cái visa, visa trả trước và trả sau. Chúng ta sử dụng credit với cái mốc là 500 đô và banh cho chúng ta thanh toán trước. Bốn năm ngày thì điều này là uy tín, vấn đề là uy tín và cam kết trả đúng ngày và tối thiểu. Cái vấn đề cam kết trả đúng ngày và cam kết trả tối thiểu nó được đánh giá uy tín của chúng ta để sau này chúng ta có thể sử dụng rất nhiều các đòn bẩy. Do vậy đòn bẩy ngân hàng, nếu mà chúng ta có uy tín, chúng ta có cái cách để chúng ta làm, chúng ta mở các cái tài khoản thì họ sẽ phải chứng minh tất cả những cái uy tín của chúng ta, các cái vấn đề thanh toán của chúng ta. Ngay cả việc sử dụng điện thoại tốt cũng như là thanh toán tốt các cái số điện thoại của chúng ta cũng giúp cho ngân hàng họ đánh giá để chúng ta có được cái cách nhìn và cái cách lấy lại uy tín để thanh toán sau này. Ví dụ đối với những các cái tài khoản, đúng không ạ? Việc nạp rút, đúng không ạ? Rút, đúng không ạ? Nạp và rút, nạp, đấy, rút và nạp, nạp và rút ở các cái tài khoản điều phối để khi đến cái kỳ thanh toán chúng ta phải trả đúng hạn, đúng chi tiết thì lập tức là chúng ta có uy tín để chúng ta có thể tham gia các cái mô hình để ngân hàng support và hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta vận hành tốt tất cả những cái cách để chúng ta nhìn nhận các con sóng. Ví dụ như thị trường xuống thảm, chúng ta biết thế nào để chúng ta bắt đáy, chúng ta nhìn vào các chỉ số ra sao để chúng ta bắt đáy. Thị trường lên, chúng ta biết được là đú theo trend, đúng không? Đi theo trend thì từ đó chúng ta có cái cách để chúng ta nhìn nhận các cái mã hàng hóa của chúng ta để chúng ta có thể theo. Ví dụ đây là một cái con mà David rất là thích, Bitcoin Cash, đúng không ạ? 414. Thế thì giá của các cái đồng này nó biến thiên và chúng ta có thể nhìn nhận được giá trong cái khoảng thời điểm từ 388 lên 414. Chúng ta có thể phân tích dựa theo rất nhiều các yếu tố mà chúng ta ép các cái thông tin để chúng ta có thể gì ạ? Có thể theo dõi cũng như là hình thành những cái cách để chúng ta phân tích. Thứ hai nữa, trong cái phần mềm này chúng ta có thể nhìn thấy được các cái phân tích cũng như là lịch sử đào tạo, cũng là lịch sử giao dịch, cũng như là phân tích thị trường để chúng ta đánh giá được. Thế vậy thì cái này nó có đặc điểm gì khác so với các sàn bình thường khác? Đó là nó liên quan đến toàn bộ tất cả những xu hướng thị trường, các biểu đồ. Nó có thể chữ được XRP, có thể chữ được Litecoin, đúng không ạ? IOTA, Tron, đúng không ạ? Các cặp đấu với ETH, các cặp đấu với BTC, đúng không ạ? Rồi USDT, tức là các cái cặp mà xu hướng thị trường đưa ra các cái hàng hóa gọi là hàng hóa vật chất. Khi mà chúng ta hiểu được cái điều đấy rồi, lập tức là chúng ta quản trị được các vấn đề về giao dịch, các lịch kinh tế,
đúng không ạ, các lịch kinh tế để chúng ta có thể nhìn nhận. Thứ nhất là tin tức thị trường, newsfeed của rất nhiều các cái thông tin trích xuất hàng ngày online 247 để chúng ta xem xét được. Ví dụ phiên Á vào buổi sáng, phiên Âu vào buổi chiều và phiên Mỹ vào buổi tối thì chúng ta theo dõi các dữ liệu quan trọng trong ngày để chúng ta xem xét được cái tỷ lệ lên hay xuống của chứng khoán Mỹ hay là các tài khoản vãng lai của Euro để chúng ta dự đoán được một trong những cái cách để chúng ta dự đoán được đồng tiền Euro hay bảng Anh tăng hay giảm, các xu thế mạnh hay nhẹ. Ngoài ra trong cái phân tích thị trường, khi mà chúng ta đã có vốn để chúng ta bắt đầu giao dịch rồi thì chúng ta liên quan đến sử dụng đòn bẩy và cách đi tiền. Và hãy nhớ rằng 0.01 là volume ít nhất. Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta có thể xem xét một cái tài khoản. Và chúng ta vào XTB đúng không ạ? Để chúng ta có thể tạo tài khoản. Khi mà chúng ta tạo tài khoản, chúng ta chú ý vào cái XTB.com.vn để chúng ta lập tài khoản. Các mã quốc gia đúng không ạ? Các nền tảng MT4, các hỗ trợ thì chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta nhìn nhận cái tài khoản này để chúng ta xem nó giao dịch như thế nào. Vậy thì khi mà chúng ta giao dịch lập tức là chúng ta có được các cái cách để chúng ta nhìn nhận khối lượng giao dịch ra sao để chúng ta tìm hiểu nó. Và chúng ta tránh tránh cái giao dịch mực lớn nhất để cháy tài khoản, để dẫn đến cháy tài khoản. Vậy thì các con sóng này sẽ giúp cho chúng ta có được cái nhìn tốt nhất để chúng ta theo dõi, đúng không ạ? Chúng ta thêm chỉ báo, đúng không ạ? Chúng ta thêm chỉ báo ADX. Chúng ta lại còn có thể thêm được các chỉ báo khác, đó là thêm chỉ số RSI hay CCI hay Pivot hay RSI Stochastic đều có thể thêm được, đúng không ạ? Rất nhiều các cái chỉ báo đó. Và chúng ta bắt đầu nhìn thấy sức tăng là bia, đúng không ạ? Là gấu đấy. Chúng ta cũng có thể theo dõi được các cái chỉ báo để chúng ta xem là con IOTA này mà chúng ta thích để chúng ta làm thế nào để chúng ta nhân được tài khoản. Vậy thì khi sử dụng cái phần mềm này, chúng ta sẽ nhìn được các khối lượng, các vấn đề về giao dịch, các vấn đề về chỉ số sức giảm, đúng không ạ? Chúng ta xem và chúng ta đo được các cái cách vận hành để sao cho chúng ta nhìn một cái bức tranh tổng quát nhất nếu trong trường hợp mà chúng ta theo dõi nó, đúng không ạ? Nó chỉ ra cho chúng ta các pivot, các mức cản, các mức hỗ trợ, các mức cản lớn, các mức cản khỏe, các mức cản yếu, đúng không ạ? Đều có hết. Vậy thì một trong những cái phần mềm như vậy sẽ giúp cho chúng ta có được cái nhìn, sau đó chúng ta có thể trở thành những cái nhà giao dịch hoa tiêu, hoặc là cho chúng ta có những cái cách nhìn nhận để chúng ta phân tích các cái đồng mà chúng ta cảm thấy hợp với nó. Tôi thì tôi vẫn thường đưa ra các cái chỉ báo thông qua RSI hay Parabol SA, đúng không ạ? Rất nhiều, và áp dụng cho tất cả các biểu đồ thì chúng ta có thể nhìn thấy được một cái cách để chúng ta vận hành. Ví dụ nếu trong trường hợp IOTA đối với BTC hiện tại các mức cản của chúng ta có thể nhìn thấy các mức cản cứng ngay và gần đây có thể là 0.2727 là một trong những mức cản ở dưới để chúng ta có thể theo dõi. Rồi chỉ báo về giá dầu hiện tại đang có cái mức tăng trưởng trong cái khung H1 đối với giá hiện tại là 5788 thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉ ra được toàn bộ các thông tin, đúng không ạ? Và chúng ta theo dõi cái volume của nó.
áp dụng cho tất cả các biểu đồ, xác nhận đó, các volume, các chỉ số mua và bán hiện tại đang rất yếu đối với các cái chỉ số bán. Và khi mà chúng ta nhìn nhận ở các cái mốc để chúng ta sử dụng tốt nhất, thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá và cái một bức tranh toàn cảnh của thị trường. Vậy thì XRP, rất nhiều người theo dõi xem cái mức giá của XRP. Cái việc mà chúng ta phân tích XRP và chúng ta sử dụng cái tài khoản XTB này sẽ giúp cho chúng ta có được cái chữ ngay tại sàn XTB, hoặc là chúng ta mua hoặc là chúng ta bán. Khi mà đánh giá thị trường lên, chúng ta có thể mua ở sàn này, và đánh giá thị trường xuống thì ở các sàn khác chúng ta phải lôi về chúng ta bán đi, thì chúng ta có thể bán ở ngay tại thị trường trong gọi là một margin. Tránh trường hợp chúng ta sử dụng margin một cách tùy tiện với cái đòn bẩy lớn, lập tức chúng ta sẽ bị cháy tài khoản. Cho nên là chúng ta được khuyến cáo rằng là sử dụng đòn bẩy và hiểu về đòn bẩy một cái cách tốt nhất và an toàn nhất. Trên đây các chỉ số của Forex hay thương phẩm hay cổ phiếu, chúng ta sẽ xem tiền ảo để chúng ta đang xem, đúng không ạ? Các chỉ số ETF, đúng không ạ? Chúng ta có thể xem xét. Hiện tại ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy ở mức tiền ảo thì có mục Stellar đang biến động rất là mạnh, Litecoin cũng biến động mạnh, đó là Stellar, ETH. Đó. Còn đa số là biến động rất là yếu cho cái việc bán ra, thì xem BTC đang có mốc giảm, ETC Classic đang có mốc giảm. Do vậy chúng ta có một cái nhìn. Còn xu hướng thị trường, đúng không ạ? Đây chúng ta sẽ xem xu hướng tốt nhất, đối với xu hướng tốt nhất này và tùy chỉnh. Chúng ta có thể theo dõi xem rất nhiều các cái cặp. Các máy quét nó sẽ chỉ ra hiện tại là giá đường đang đưa ra các cái mốc là tỷ lệ bán rất là nhiều. Đúng không ạ? Thế thì khi mà chúng ta theo dõi cái này, đúng không ạ? Chúng ta thấy được tỷ lệ euro tăng giá, bảng Anh đang có tỷ lệ xuống giá, và chúng ta đối chiếu với cái MT4 của chúng ta, hoặc là chúng ta sử dụng lý ở đây. Vậy thì đặc biệt những ai mà đang theo dõi cà phê, đúng không ạ? 86.6%, và lập tức chúng ta xem cà phê ở đây. Chúng ta sẽ xem giá cà phê. Và cái nhìn một cách toàn cảnh nhất để chúng ta thấy được cỗ máy quét này sẽ giúp cho chúng ta nhìn nhận được. Đây. Giá cà phê đang cho cái mốc tăng. Đó. Ở điểm điều chỉnh của Bollinger Band khiến cho giá là đang điều chỉnh từ cái vùng cao về vùng thấp, ở đây gọi là điều chỉnh 2. Và nó được đánh giá là các cái mốc tăng. Đó. Bạc tăng, vàng tăng, đó, vàng đang có sự điều chỉnh. Thế thì toàn bộ chúng ta xem NAT ga và dầu đang tăng, chúng ta có thể theo dõi ga và dầu cũng là một trong những cái để chúng ta theo dõi giá nó đang tăng. Đây là đường, chúng ta xem đường cũng đang có mốc tăng. Còn các cổ phiếu chúng ta cũng có thể nhìn thấy các cỗ máy quét cổ phiếu để chúng ta theo dõi xem cái mức giá như thế nào. Ga đây, ga chúng ta đang có cái tỷ lệ ga tăng rất mạnh, và hiện tại người ta đang đổ tiền vào mua NAT ga với cái mốc là 1.9, đúng không ạ? Giá dầu Brent và WTI cũng đang cho mức tăng. Đấy, đây là cái cỗ máy quét để chúng ta xem xét. Và nếu như vậy, chúng ta cũng có thể gì ạ, đặt các cái lệnh để cho chúng ta xem cái giá dầu, đúng không ạ? Giá dầu, và chúng ta có thể thử ở các cái mô hình là 0.01, và chúng ta nhìn thấy đặt TP, đặt chốt lời để chúng ta theo NAT ga, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể theo dõi để xem chúng ta chờ cái update, sau đó là thị trường US Spot mở cửa là chúng ta cũng có thể đặt giá. Giá Brent là giá dầu đấy, WTI cũng là giá dầu, chúng ta có thể gì ạ? Mua ở dạng 0.01. Vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều này rồi, lập tức là gì ạ? Nếu tài khoản mà nhỏ chúng ta không thể làm được,
nhân tài khoản với một cái số lượng lớn, bởi vì chúng ta đánh rất nhỏ để chúng ta có thể hiểu được sự vận hành thị trường, thì lập tức là gì ạ, chúng ta nhúng cái môi trường này vào cái môi trường của Follow Me. Đây, ví dụ tài khoản Follow Me chúng ta có được các tỷ lệ theo dõi như là tỷ lệ phân tích. Nếu chúng ta đánh tốt thì các tài khoản lớn, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, có thể giúp cho chúng ta có được rất nhiều cái tỷ lệ follow. Và khi mà tôi đánh tốt ở thị trường này, lập tức là gì ạ, tôi có thể nhìn thấy bản thân tôi đang đánh như thế nào, đúng không ạ, các tài khoản ra sao, các chiến lược như thế nào, là nó nằm luôn ở trong đây, và các cái tỷ lệ account lỗ lãi nó nhìn ở trong đây, các tỷ lệ đúng không ạ, lãi và lỗ nó sẽ nằm ở đây, đạt tỷ lệ 4% một tháng hay 5% một tháng hay 4% một tuần, nó sẽ nhìn thấy ở đây đó, toàn bộ nạp rút nó sẽ nhìn thấy ở đây, và đây là tài khoản thật. Và khi chúng ta hiểu được cái nhúng cái phần mềm này vào để chúng ta có thể theo dõi, thì lập tức chúng ta vận hành cái việc đi tiền sao cho tốt nhất, và nó nằm ở trong một cái cách là vận hành, đúng không ạ? Và như vậy chúng ta sử dụng các cái mã biến động nhất, các cái mã gì ạ, theo cái máy quét đưa ra, ví dụ Euro USD đang có cái tỷ lệ 79.2% tăng giá, các máy quét cổ phiếu và các bản đồ nhiệt chúng ta cũng có thể theo dõi khi mà thị trường chứng khoán mở cửa. Các yếu tố rủi ro và giá cao lợi nhuận 5 năm là chúng ta cũng có thể nhìn thấy của ETF ra sao, chúng ta có một cái phối cảnh, nếu ai thích giao dịch chứng khoán chúng ta cũng có thể nhìn thấy rất là tốt khi mà chúng ta làm được cái máy quét này, máy quét của khu vực châu Á, châu Âu, châu Mỹ và toàn cầu, đúng không ạ? Do vậy đây là một cái phần mềm mà chúng ta có thể theo dõi. Thì ngoài ra thì cái team của David cũng đưa ra cho rất nhiều các cái cách để chúng ta nhân cái tài khoản của chúng ta lên, rồi sử dụng cái máy quét thật là tốt, và đưa ra các cái tín hiệu để cho chúng ta nhìn nhận được cái cách để chúng ta làm. Chúng ta nhìn thấy được vốn hóa của thị trường cũng như là cổ phiếu của các cái hãng ra sao, đúng không ạ? Tăng trưởng như thế nào, 22%, 17%, đúng không ạ? Vốn hóa trên thị trường, các vốn hóa lớn 376 tỷ đối với Samsung, đúng không ạ? Các quốc gia chúng ta cũng nhìn thấy. Đây là một cỗ máy phải nói rằng là được đánh giá rất là cao. Các cái mã biến động nhất chúng ta cũng theo dõi, bởi vì các cái hàng hóa ở trong cái mã biến động thì vốn ít thì càng cần phải xem những cái biến động và xu hướng thị trường để chúng ta có cái nhìn tốt nhất. Giá dầu được đánh giá cao, đúng không ạ? NATGA cũng được đánh giá cao, đúng không ạ? Euro đánh giá cao, đúng không ạ? Thì toàn bộ tất cả những cái quy trình về tùy chỉnh như này chúng ta có thể xem xét. Hiện tại là gì ạ? Các chỉ số tôi có thể xem với xu hướng tốt nhất, đúng không ạ? Xem xu hướng tốt nhất, đúng không ạ? Tốt nhất đánh giá xuống như là BRA Corporation, đúng không ạ? Đây là của Ấn Độ, các mã cổ phiếu. Còn FX chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái mã Euro Chai, đúng không ạ? Đồng tiền của Đan Mạch. Rồi bên crypto cũng đánh giá IOTA BTC với các cái tỷ lệ 100%, US ETH đúng không ạ? Cũng tỷ lệ 100%, khiến cho chúng ta có một cái bức tranh toàn cảnh để chúng ta sử dụng cái phần mềm này. Thì để đăng ký cái phần mềm này, chúng ta có thể vào link ở dưới cái video này, sau đó chúng ta sẽ bàn luận. Mọi người đừng ngần ngại Zalo với David để chúng ta có được cái cách để sử dụng và hợp tác với nhau theo cái trend năm 2020 để ích tài khoản. Xin được cảm ơn mọi người.